Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách định dạng đường viền trong bảng. Mà định khi các bạn tạo bảng á, thì các bạn sẽ thấy nó có các đường viền là nét đơn bao quanh bảng. Tuy nhiên vì một lý do công việc nào đó mà các bạn chúng ta muốn định dạng các nét đơn này thành một nét khác, chẳng hạn là nét đôi chẳng hạn, thì các bạn làm theo các bước sau đây. Bước đầu tiên á, các bạn chúng ta sẽ bấm chuột vào bảng này. Sau đó các bạn bấm vào dấu cộng để chúng ta quét chọn toàn bộ bảng. Tiếp theo các bạn vào tab home này, chọn vào công cụ là border này, ở đây bấm vào tam giác sổ số, sau đó chọn vào mục là border and shading này, tất chọn vào. Rồi sau đó các bạn sẽ thấy một hộp thoại là border and shading nó xuất hiện. Tiếp theo các bạn sẽ chọn vào tab là tab border. Ở đây có các thành phần, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng thành phần. Đầu tiên là shading. Nếu mà các bạn chọn vào none á, thì toàn bộ khung viền của bảng á nó sẽ biến mất, nó chỉ giữ lại nội dung mà thôi. Ở đây các bạn để ý ở khung nhìn là preview này, các bạn thấy các đường viền là nó đã biến mất. Còn các bạn chọn vào bot á, thì các bạn thấy này, bảng của chúng ta nó chỉ xuất hiện đường viền ở khung bên ngoài thôi, tức là đường viền ở khung bên ngoài này đó, nó chỉ xuất hiện đường viền khung bên ngoài thôi, còn toàn bộ các đường viền bên trong á nó sẽ biến mất. Còn các bạn chọn vào on á, thì tất cả các đường viền nó xuất hiện này, cả đường viền bên trong và bên ngoài nó đều xuất hiện. Còn các bạn chọn vào git á, thì lúc này đường viền của bảng á nó sẽ đậm lên. Giả sử như ở đây tôi bấm vào ok này, tôi cho các bạn thấy này, bạn thấy lúc này đường viền của bảng nó đã đậm lên. Rồi bây giờ tôi sẽ bật lại công cụ là border and shading. Tôi vào tab home này, chọn vào border and shading. Rồi tiếp theo, nếu mà các bạn chúng ta muốn tự thiết kế đường viền của bảng á, thì các bạn nên chọn vào mục là custom này. Rồi tiếp theo mục size này. Rồi nếu mà các bạn chúng ta muốn chọn đường viền nào á, thì các bạn sẽ vào là size. Giả sử như ở đây này, tôi chọn vào nét đôi này. Sau đó tôi thiết kế cho bảng là bên ngoài là nét đôi, bên trong là nét đất. Thì ở mục size này tôi sẽ chọn vào nét đôi trước này, sau đó lần lượt tôi tích vào bên ngoài này. Đó, tôi tích vào bên ngoài. Nếu mà các bạn chúng ta lỡ tay mà chúng ta bấm một lần nữa nó biến mất á, thì các bạn nhớ là tích lại nha, để cho nó xuất hiện khung viền bên ngoài đầy đủ như thế này. Tiếp theo tôi sẽ chọn vào nét đất này, sau đó tôi sẽ tích vào bên trong bảng này. Đó, nếu mà lỡ tay thì các bạn nhớ là tích vào nha. Rồi các bạn bấm vào ok này, thì các bạn thấy lúc này bảng của chúng ta á, bên ngoài nó đã xuất hiện là nét đôi, còn bên trong là nét đất. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thay đổi màu của đường viền. Chúng ta cùng quét chọn vào bảng này, sau đó vào tab home, chọn vào công cụ border và chọn vào border and shading này. Tiếp theo một hộp thoại border and shading xuất hiện, các bạn nhớ chọn vào border nha. Sau đây các bạn chọn vào custom. Rồi bây giờ tôi sẽ chọn đường viền bên ngoài á là màu đỏ, còn bên trong là màu xanh, thì tôi làm như sau. Ở đây tôi sẽ chọn là màu đỏ này, sau đó tiếp theo tôi sẽ chọn là nét đôi này, tôi sẽ tích bên ngoài này. Tiếp theo bây giờ tôi sẽ chọn là màu xanh này, sau đó tôi sẽ chọn là nét đất. Rồi ở đây width là độ dày, tôi sẽ tăng cái độ dày của nét đất lên này. Rồi bây giờ tôi sẽ tích chọn vào bên trong này, sau đó chúng ta bấm vào ok. Thì các bạn thấy nè, đường viền bên ngoài nó đã thay đổi thành màu đỏ, còn bên trong á nó đã dày lên và nó đã thay đổi là màu xanh. Như vậy là trong video này tôi đã hướng dẫn cho bạn cách định dạng đường viền trong bảng. Nếu thấy video hay hữu ích á, thì các bạn chúng ta hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều khác cùng xem. Cảm ơn bạn đã theo dõi.